Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải nha Thì nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về sách trắng của Otara Và đây là sách trắng phần 3 nha các bạn Thì phần 3 này nó sẽ nói về những cái thông tin mà phân bổ token nha các bạn Thì đầu tiên chúng ta sẽ biết được cái tổng cung của Otara Đó là 300 triệu cái token Otara nha các bạn Rồi tiếp theo đó là cái tỷ lệ phân phối nè đầu tiên đó là 70% tức là 210 triệu cái đồng mà token Otara sẽ cho cộng đồng khai thác miễn phí nha các bạn. Chúng ta được khai thác miễn phí 70% tức là 210 triệu nha. Rồi tiếp theo đó là 20% là khoảng 60 triệu sẽ cho đội ngũ và nhà cố vấn. Đấy, đội ngũ sẽ nắm 20% nha các bạn. Thì đây là một cái con số mà theo mình thấy là tương đối hợp lý nha các bạn thì thông thường những cái dự án khác á, thì đội ngũ người ta nắm giữ là khoảng từ 35 cho tới 45 thậm chí có dự án lên tới 50 phần trăm các bạn nhưng mà dự án Otara này đội ngũ nhà phát triển chỉ nắm giữ 20 phần trăm các bạn thì đây là một con số theo mình cảm thấy là khá hợp lý nha các bạn rồi và tiếp theo đó là mười phần trăm tức là 30 triệu cái đồng otara sẽ dành cho những cái đối tác như các bạn đây mười phần trăm thôi nha đấy nói chung cái tổng cung chúng ta khai thác miễn phí được đó là 210 triệu bảy mươi phần trăm quá ok rồi các bạn đây là một cái phân bổ tốt mình cảm thấy khá là hợp lý nha các bạn rồi và có một cái lưu ý nè các bạn nào đó là tổng cung của Otara là 300 triệu nha. Nhưng mà tùy vào cái mà chiến lược niêm yết cũng như là mục đích sử dụng token à, khó hoặc là đốt á, thì bằng nhiều cách khác nhau nguồn cung có thể sẽ thay đổi nha các bạn. Tức là hiện tại là 300, nhưng mà trong tương lai ví dụ người ta có thể mà à, tùy vào số lượng người ta sự gửi sẽ tắt kênh hay là như thế nào đó, thì cái tổng cung này có thể bị đốt cháy hay như thế nào đó là nó có thể thay đổi trong tương lai nha. Chứ đây không phải là một con số cố định nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp theo sẽ nói về cái lộ trình của Otara nha. Thì uh, Otara sẽ được đó là mine vào tháng 4 2024 nha các bạn. Tức là vào cuối năm 2024 đó các bạn. Rồi uh, Otara sẽ được lên sàn vào quý 1 2025 nha, tức là đầu năm 2025 thì Otara sẽ được lên sàn nha các bạn. Thì uh, hiện tại từ đây tới đó là còn khoảng hơn một năm nữa nha các bạn. Thì đây là một cái khoảng thời gian đủ dài để mà cho chúng ta khai thác cái đồng Otara thì đối với một cái đồng coi Otara mà chỉ có 300 triệu thôi các bạn thì đây là một con số khá là nhỏ nha, khá là ít đó các bạn chứ không có nhiều đâu. Đối với những dự án khác thì con số tổng công nó lên tới vài tỷ vài chục tỷ là chuyện bình thường các bạn. Nhưng mà đối với Otara thì nó chỉ có 300 triệu thôi, là một con số khá là khiêm tốn nha. Rồi và hiện tại thì các bạn cứ việc tích cực khai thác cái đồng Otara nha các bạn. Và bạn nào mà chưa biết khai thác Otara như thế nào á, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phòng bình luận để mà các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn của mình nha. Cũng như là các bạn đăng ký khai thác nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.